Trung Quốc xóa H&M khỏi Internet giữa phản ứng dữ dội ở Tân Cương H&M biến mất khỏi Internet ở Trung Quốc khi chính phủ gây áp lực lên các nhãn hiệu dài và quần áo, đồng thời công bố lệnh trừng phạt vào thứ Sáu đối với các quan chức Anh trong cuộc chiến về các khiếu nại nhân quyền ở khu vực Tân Cương. Các sản phẩm của H&M đã bị xóa khỏi nền tảng thương mại điện tử lớn, bao gồm Alibaba và JD.com, sau khi các phương tiện truyền thông nhà nước kêu gọi tẩy chay nhà bán lẻ Thụy Điển này khi họ quyết định ngừng mua bông từ Tân Cương. Điều đó làm ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận khách hàng của H&M ở quốc gia này. Làn sóng chấn động lan sang các thương hiệu khác khi hàng chục người nổi tiếng hủy hợp đồng với Nike, Adidas, Burberry, Uniqlo và Lacoste sau khi truyền thông nhà nước Trung Quốc chỉ trích các thương hiệu này vì bày tỏ lo ngại về Tân Cương. Khoảng 500 cửa hàng của H&M tại Trung Quốc không xuất hiện trên ứng dụng gọi xe Didi Chung Sinh hay dịch vụ bản đồ do Alibaba và Baidu vận hành. Ứng dụng điện thoại mua hàng H&M đã biến mất khỏi các cửa hàng ứng dụng. Tencent, công ty vận hành trò chơi và dịch vụ tin nhắn WeChat phổ biến, thông báo họ sẽ loại bỏ trang phục do Burberry thiết kế khỏi một trò chơi trên điện thoại di động phổ biến. Truyền thông nhà nước cáo buộc H&M và các thương hiệu khác thu lợi bất chính từ Trung Quốc trong khi chỉ trích nước này. Ngoài ra, hôm thứ Sáu, chính phủ Trung Quốc đã công bố các hình phạt đối với 9 người Anh và 4 học viện. Họ bị cấm đến thăm Trung Quốc hoặc giao dịch tài chính với các công dân và tổ chức của nước này.